người Việt Nam thì vô cùng háo hức với chiếc điện thoại này. Vậy thì để đánh giá xem liệu nguồn tin này có chính xác hay không thì các bạn hãy cùng Yến Nhi dạo quanh phố đi bộ và giờ ra xem sao nhé. I've never had a Galaxy, so I always go for iPhone. Yeah. I love iPhone. Yeah. You an iPad? I'm an iPhone fan. I've never had a Galaxy. So. Yeah, you're buying the iPhone 5S. Yeah. How did you know? Yeah, I like it because I use iPhone 5S. And so, it's so smart, and I use one by one. Okay. And the camera is good. But yeah, it's alright. At least it's small. I don't like the 6 inches. Yeah. And when you can take the iPad and drive the application on the iPad. Sure. Yeah. And anyway, I won't understand anything though. It's in Vietnamese. Oh. Yeah. I know. yeah. And I will ask you a question. What do you do when you got time? Well, it's light. Beautiful? Yeah, it's light and it's nice. It's a lot nicer than mine, to be honest. Yeah. Try your phone on iPhone 10? No, right now. Actually, it could be bigger, you know? Yeah. That's the screen of iPhone 8 is 5.8. Yeah. It's even bigger, the screen, you know? Yeah. But nice. Very nice. Okay, thank you very much. Thank you. Sau khi lắng nghe lại chia sẻ của các du khách nước ngoài thì chúng ta có thể thấy rằng sức ảnh hưởng của chiếc iPhone X này lan rộng tới mọi người. Vậy thì các bạn có lựa chọn như thế nào? Suy nghĩ ra sao? Các bạn hãy cùng comment bên dưới để chúng mình biết sự lựa chọn của các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.